Hi, xin chào các bạn. Đây là cây sầu vườn ở vườn nhà mình. Hoa của các cây sầu riêng nhà mình nó đi khoảng chừng được đến 70-80% rồi các bạn. Hoa nở gần hết rồi. Nhưng mà ngày còn nổi là đang lúc mà nở hoa như thế này thì sầu riêng nhà mình lại có cái hiện tượng là vẫn đang còn chạy đọt rồi các bạn ạ. Mình đang rất lo về vấn đề này. Đó. Đó. Mũi dao nó vẫn còn đó. Đọt nó vẫn đi này các bạn. Đó. Vậy cho nên là cái tình trạng này nó vừa nở hoa mà vừa đi đọt như thế này thì rất là nguy hiểm. Thì nếu mà không xử lý cái đọt này kịp thời á các bạn, thì cái khả năng rụng hoa sẽ rất là cao. Và nếu như mà những cái trái nào mà đang còn dính lại thì khả năng bị đèo trái, bị méo trái rất là lớn nếu như mà vẫn thả cái đọt đi như thế này. Vậy cho nên mình sẽ phải có một cái giải pháp đặc biệt để mà xử lý những cái đọt như thế này một cách sớm nhất có thể. Với cái tình trạng này thì mình sẽ phải áp chế nó một cái giải pháp tức thời, đó là mình sẽ xử lý thuốc làm rụng đọt luôn, làm rụng mũi giáo luôn. Mình có thể là dùng cái hàm lượng MKB cộng với lại là kali với cái nồng độ cao, nồng độ đậm để mà phun vào những cái đọt. Đó, phun vào những cái đọt này để cho nó làm rụng đọt đi, hoặc là mình dùng H97 để xử lý cái đọt. Vẫn biết là khi xử lý bằng những cái phương pháp này thì nó khá hại cho cây trồng. Tuy nhiên trong trường hợp cấp bách như thế này thì bắt buộc mình phải dùng tới cái biện pháp vậy các bạn ạ, để bảo vệ được cái hoa và cái trái của mình sau này. Cây như cây này của mình thì nó ok rồi các bạn, tức là dàn lá nó đã bắt đầu xanh lụa rồi và cái đọt của nó đang đứng rồi. Cái cơi nó đi, cơi nó đi là cũng đã hết chọn cơi rồi. Như cây này thì ok nè, nhưng mà lá vẫn chua lửa, chưa có xanh hẳn nha các bạn.
Lá này vẫn còn chưa có xanh hẳn nè, chưa có già hẳn á. Mình cũng đã có dùng thuốc làm già lá được 2 lần rồi. Lá vẫn chưa có già hẳn. Ơi đợi tí đi. Đợi tí. Như những cái cây này thì mình thấy ok rồi nè các bạn. Có điều những cái cây, ví dụ như loại cây này, cây này thì mới được 4-5 tuổi thôi, mới ngày đầu chụp chuẩn cho mang trái, mang hoa, mang trái. Như cây này thì cây đọt cũng bắt đầu đi nè, lấp lẻ vài cái ngọn giáo, mũi giáo như thế này đây. Vậy cho nên là những cái mũi như thế này thì mình phải xử lý một cách triệt để luôn các bạn nè. Mình phun cho rớt luôn đi cho nó an toàn, chứ không 5-7 bữa nữa mà nó các cái mũi đó mà nó đi tiếp là mình mệt với nó. Là đỡ không nổi đó. Một là rụng hết trái hết bông, hai nữa là còn nó thì là trái nó bị méo, bị đèo. Ok, vậy tới đây thôi nha. Chào các bạn. Mình sẽ phải xử lý sớm bằng H97 hoặc là những cái giải pháp khác để làm rụng đọt của những cái cây này.